cái gì? Gì? Anh đi công tác 2 ngày, em coi chừng nhắc nhở thằng Phong giùm cho anh nha. Cái gì? Gì là ở trong phòng con vậy? Ba con á, đi công tác rồi. Dạ. Vì ở trong phòng một mình, vì lạnh quá à. Gì? Còn nếu mà không có chuyện gì con về cái gì? Nè! Gì? Dì ơi! Dì! Có trong đó không dì? Ai vậy? Dạ, dạ con Phong nè. Phong hả? Dạ. Vô đây dì nói nghe nè. Nhưng mà dì đang tắm mà. Vô lấy giùm dì cái khăn tắm đi. Dì đang tắm dở. Nhưng mà con ngại lắm dì ơi. Có gì đâu mà ngại, dì lạnh muốn chết đây nè, lẹ lên. Vô lấy giùm dì khăn tắm coi, nhanh lên. Con... Nhanh lên. Dạ. Chị lên coi. Dạ. Cái khăn để trên giường kế cái gối đó thấy chưa? Dạ con thấy rồi. Cái khăn màu cam đó nha. Dạ. Nhanh lên. Cái gì vậy trời? Là gì? Cái thằng này quay lại nhìn chị cái coi. Còn cái gì? Gì? Bộ có cái gì? Sao? Kỳ cái gì? Bà không lên bây giờ kìa. Nè, chị có ăn thịt ăn cá gì không đâu. Nhưng mà sao? Bà không biết gì đâu. Có nào không biết gì không giờ. Bà không đang gì? Im. Bà kêu con lên đó gọi gì xuống ăn cơm. Con làm gì đầu cổ mặt mày ướt mềm hết trơn vậy? Dạ đâu có gì đâu ba. Sao mặt mày con tái mét hết vậy? Con sợ chuyện gì phải không? Con không có sợ gì hết trơn á. Gì? Gì xuống rồi kìa ba. Ủa hai cha con đi ăn cơm hả? Đợi em xuống ăn chung cho vui nè. Chuyện hồi nãy dì cảm ơn con nha. Con yên tâm đi, dì không có nói cho ba con nghe đâu. Gì? Thôi còn xuống ăn cơm đi em. Hôm nay nấu canh khổ qua nè. Cái món này là số 1 rồi. Em biết chồng thích mà. Đúng rồi, món này là số 1 rồi. Có giữ ý chồng nè. Giữ ý, ăn đi em. Còn con. Dạ. Sao còn xuống ăn đi, đứng đó làm gì? Dạ. Để anh gấp đồ ăn đi ăn trước nha. Dạ. Đây rồi, ăn khổ qua nè. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Ăn về miệng không chồng? Ngon, em làm được số 1 rồi. Cảm ơn em. Dạ. À, quên nữa. Ngày mai á, anh đi công tác 2 ngày nha em. Ủa, anh mới đi công tác đây mà, đi nữa hả? Gần Tết rồi, hợp đồng nhiều lắm. Anh đi á, em coi chừng nhắc nhở thằng Phong giùm cho anh nha. Dạo này á, thấy nó học hành là sa sút dữ lắm rồi đó. Dạ em biết rồi, để ở nhà em nhắc nhở nó chứ. Dạ con để... có gì đâu mà coi ba. Anh yên tâm đi, để ở nhà em coi con cho. Con ở nhà phải nghe lời dì con đó. Thôi ăn đi em, ăn. Dạ. Ăn đi em. Ăn thêm đi Phong. Thôi ăn cơm đi em. Sao gì ở lại ở trong phòng con vậy?
Con còn nói nữa, ngày hôm qua con uống say xỉn quá trời luôn, thì dì dìu con về phòng. Nhưng mà con hư lắm nha, con cứ kéo dì lại, không có cho dì về, dì phải ở lại với con đó. Sao con không nhớ gì hết trơn vậy? Nhưng mà em qua con giỏi lắm, tuyệt vời. Trời ơi, chết con rồi. Có gì đâu chết. Trời ơi, không có được. Tại vì dì biết sao không? Dì là mẹ kế của con, là vợ của ba con đó. Ủa, nhưng mà dì với con đâu phải là mẹ con ruột nhau đâu. Có gì đâu sợ, biết nữa à. Nhưng mà dì là vợ của ba con, là mẹ kế của con đó. Ổng mà biết được ổng đánh con chết luôn. Ôi, con lo cái gì. Bây giờ nha, con không nói, dì không nói thì sao ba con biết được chứ, đúng không? À, con biết không, đến bây giờ dì không có quên được cảm giác ngày hôm qua. Con giỏi lắm, ba con á thì yếu, mà làm gì được sung sức như con đâu. Chán muốn chết luôn á. Thiệt á, dì phải chịu đựng ba con mấy năm nay con biết không. Nhưng mà sau này á, con phải làm dì vui vẻ thường xuyên nha. Cái gì? Dì muốn sau này nữa hả? Thì tất nhiên rồi. Cái thằng này không được, dì là mẹ kế của con, dì là vợ của ba con đó. Con không thể nào mà làm như vậy được nữa. Nè, dì nói cho con nghe nha, nếu như mà con không chịu gì thì dì sẽ đem cái chuyện này nói cho ba con nghe. Dì uy hiếp tôi hả? Ủa, dì đâu có uy hiếp gì con đâu. Nhưng mà nếu ba con ổng mà biết được con trai của ổng ngủ với vợ của ổng thì chắc lúc đó ổng đuổi dì với con ra ngoài đường rồi ha. Thôi, chiều gì đi. Bây giờ á, con chiều gì gia đình mình hạnh phúc, đúng không? Chuyện này không ai biết hết. Con ở bên dì con cũng được sung sướng mà, đúng không? Nè, thôi nha, bây giờ dì đi xuống dưới dì nấu cơm. Hôm nay ba con công tác về đó nha. Dạ con Phong là gì? À, vô đi con. Dạ. Dạ anh chào gì? Dì kêu con vô đây có chuyện không gì? Vô đây. Dạ. Có chuyện gì vậy? Ba con á đi công tác rồi. Dạ. Dì ở trong phòng một mình, dì lạnh quá à. Con nói được mà gì? Còn nếu mà dì lạnh á thì dì tắt mới lạnh đi gì? Cái thằng này. Con đang ngủ với dì nha. Không được, bác con về rồi sao vậy? Gì? Làm gì vậy? Stop! Gì không được chị ơi. Im! Phong nè. Dạ. Sao con đẹp trai quá vậy? Con không biết nữa. Ngoan vậy Thương nha. Cam! Thương. Nếu mà không có chuyện gì con về cái gì? Nè! Gì? Dì ơi, dì là gì? Ba! Ba! Anh không thể tưởng tượng nổi. Mẹ ghẻ muốn lấy con riêng của chồng. Không có rồi chồng ơi. Là thằng Phong á, nó cưỡng hiếp em. Gì? Hả? Dì nói gì vậy? Vậy? Tại sao mày nói vậy? Không có ba. Con thề với ba luôn, con cứ làm như vậy. Con không có. Con không cần giải thích. Dì con là người như thế nào? Ba là người hiểu rõ nhất. Chồng không biết đâu. Thằng Phong á, nó xàm sỡ em nhiều lần lắm rồi. Mà nó uy hiếp em, nó đe dọa em, nó không cho em nói với anh. Được rồi, anh tin em mà. Em sợ lắm, em phải cắn răng chịu đựng á. Em nhục quá à, anh đuổi nó ra khỏi nhà đi. Bà con không có rồi. Đúng rồi, phải đuổi ra khỏi nhà mới được. Anh đuổi nó đi.
Nhưng người tôi đuổi hết là cô. Mày là đàn ông. Sao, sao anh đuổi em? Em có làm gì sai đâu. Ba tôi đuổi cô là đúng rồi đó. Và tôi nghĩ á, cái màn kịch của cô á nên hạ màn là được rồi. Ý mày vậy là làm sao? Nhớ cục cưng quá à. Em cũng nhớ, anh muốn chết luôn vậy đó. Thấy không? Ừ. Mà chuyện anh dặn em làm tới đâu? Em đang làm nè. Nhưng mà em nghi cái thằng này nó không thích con gái hay sao anh? Em... nói chung là em ráng em làm nhiều cách lắm nhưng mà nó không chịu. Nếu mà không dụ được nó, ừ, thì mình gài bẫy. Gài bẫy? Gài bẫy bằng cách nào? Hôm nào em dụ nó uống rượu, rồi lén bỏ thuốc mê vô rượu cho nó uống, để cho nó ngủ say đi. Tới lúc đó Giáng đã đóng thuyền, muốn làm gì mà không được. Anh nha, ghê lắm nha. Còn nữa, sau khi mà dụ được nó xong á, ừ, thì anh sẽ dàn cảnh cho ông bắt gặp nó, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu nó, để cho ông tống cổ ra được. Rồi anh sẽ tìm cách giải quyết ông chồng già của em luôn. Ừ. Lúc đó tài sản sẽ thuộc về em. Em công nhận nha, anh quá trời là thông minh luôn á. Nhưng mà không, anh sai rồi. Anh sai gì? Tài sản á là thuộc về hai đứa mình mà. Ừ, tài sản sẽ thuộc về chúng ta, được chưa? Đúng rồi. Ừ. Sao? Dì thấy con quay có rõ không vậy? Khốn nạn, thì ra là mày theo dõi tao. Con không có theo dõi gì, mà tại sao dì biết không? Tại vì có những hành động đáng ngờ. Con coi dì làm cái điều gì sau lưng ba con kìa. Mà dì biết con phát hiện gì không? Con phát hiện nè, con quay lại hết rồi nè. Dì sau lưng lén lút với tình nhân của dì sau lưng của ba con kìa. Để cho cô thiếu thốn cái gì hay không? Tại sao cô đối xử tôi như vậy? Đúng rồi, anh không để cho tôi thiếu thốn gì hết trơn á. Nhưng mà anh nghĩ đi, tôi trẻ trung như vậy nè, tôi xinh đẹp như vậy nè, thanh xuân của tôi dành hết cho anh rồi. Là bởi vì cái gì? Bởi vì tài sản của anh thôi. Tôi biết á, là tôi lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Lấy tôi là thiệt thòi cho cô, cũng chính vì vậy á mà tôi đã bù đắp cho cô rất là nhiều tiền. Đúng ra cô phải hài lòng với cuộc sống này. Tại sao cô lại lên kế hoạch giết lẻ nhà con tôi? Muốn tôi đuổi con ruột tôi ra khỏi nhà vậy á? Hài lòng hả? Anh tưởng tôi không biết hả? Anh giết Di Trúc, anh để lại tài hơn phân nửa tài sản cho nó rồi. Còn tôi thì sao? Nửa đời còn lại của tôi thì sao? Tôi phải tính cho tôi chứ. Tôi cũng chia cho cô một nửa gia sản. Cô chưa vừa lòng hả? Không, tôi muốn tất cả. Tôi muốn nhiều hơn, anh hiểu không? Đúng là lòng tham vô đáy. Cô biết là ở nhà tôi. Anh không cần đổi, tôi cũng tự đi à. Anh ráng mà ôm hết tất cả tài sản của anh đi xuống mồ theo anh đi. Ba, con nghĩ là ba không nên buồn vì cái lỗi làm bà đó. Ba xin lỗi con. Cũng vì á, muốn có người hữu hỷ lúc tuổi già nên ba mới cưới cô ta về làm vợ. Ba, biết người biết mặt đó mà không biết lòng. Hay là để cho con giới thiệu cho ba một cô gái khác về làm vợ của ba nha. Thôi, ba sợ lắm rồi. Hả? Có gì đâu. Ba sợ mà ăn tới già rồi. Có gì đâu mà sợ. Thôi. Ba con mình ăn tí lễ con đi. Dạ. Dạ. Vô đi. Hãy
lắm luôn á. Mà nhớ không? Hay là nhớ gì ghẻ của em? Em nói gì? Chính miệng em kêu anh đi cưa cẩm gì ghẻ của em. Em quên rồi sao? Em nói giỡn mà. Nè, mẹ nói thiệt nha. Dì của em á, cứ nghĩ là mình thông minh. Ai mà rốt cuộc cũng nằm trong bẫy của hai đứa mình. Dì em á, muốn một phần gia sản của gia đình em hả? Dì mơ đi. Mà nè, em cũng gan thiệt đó. Dám kêu người yêu của mình đi dụ dỗ dì của em. Em cũng sợ anh bỏ em rồi đi theo cô ta luôn. Anh dám không? Tất nhiên không dám rồi, chọc em xíu thôi. Mà bây giờ ba của em á tống cổ cô ta đi rồi, thì trước sau gì cái số tài sản đó cũng thuộc về cưng thôi à. Đúng không? Không phải thuộc gì riêng em đâu, mà là thuộc về hai đứa mình nữa. Nhẹ thôi.